Vừa chạy xe máy đi giao hàng, vừa bấm điện thoại xem đường, nam shipper nhận cái kết nhớ đời. Trời ơi, cái quần què gì vậy? Chạy bà, thôi xuống đây bà, phiêu chiêu rồi. Mới đây, một camera của nhà dân quay lại được tình huống dở khóc dở cười của nam shipper trong lúc đang đi giao hàng, nhưng lại vấp phải ổ voi khiến anh chàng ngã lộn nhào xuống đường. Theo đó, lúc này vào khoảng gần 6 giờ chiều ngày 2 tháng 8 năm 2024, vì trời đã tối và có những đơn hàng cần giao. Với tâm trạng gấp gáp nên anh chàng đã vừa chạy xe vừa liếc nhìn điện thoại để xem đường đi. Tuy nhiên do quá tập trung vào màn hình điện thoại mà không hề nhận ra rằng ở phía trước có một đoạn đường đang thi công, không gắn biển báo. Vì mãi nhìn vào điện thoại nên đã làm cả người và xe lộn nhào xuống hố, khiến anh chàng tỉnh người ngay sau đó. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh xe đèn luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi trời ơi. Vì sự chủ quan nên anh chàng đã gặp phải cái kết nhớ đời khi cứ mãi chăm chú nhìn vào chiếc điện thoại mà không để ý phía trước đang có công trình đang thi công, nên đã khiến cả xe và người đều lọt xuống hố, hàng hóa văng tung tóe, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên may mắn nam shipper không gặp chấn thương nào nguy hiểm. Sau cú ngã của nam shipper thì người dân xung quanh đã phát hiện vụ việc nên đã chạy đến để nhặt hàng hóa và xem tình hình giúp đỡ nam shipper. Sau sự cố ngã lộn nhào của nam shipper đã khiến bao người qua đường không khỏi bất ngờ trước tình huống éo le này. Một số người đi đường sau đó đã nhanh chóng giúp đỡ anh chàng kéo chiếc xe máy lên khỏi hố. Dù không bị thương nghiêm trọng, nam shipper cũng bị trầy xước nhẹ. Không chỉ thế, do sự cố này đã khiến anh chàng bị trễ giờ giao đồ đến tay khách hàng, nên đành hẹn lại thêm vài tiếng nữa để kịp sửa chữa chiếc xe kiếm cơm. Khoảnh khắc này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, ngay lập tức nhận được nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Trước tình huống éo le này, lỗi không phải chỉ thuộc về nam shipper, mà lỗi cũng một phần do những người đang thi công trên đoạn đường này khi đã không đặt rào chắn cảnh báo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin nhanh Official. Đừng quên ấn đăng ký để theo dõi nhiều tin mới mỗi ngày nhé!